Này, khi một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và đúng thật, tôi đã từng lạc lối và không muốn tiếp tục việc mình muốn trở thành ai. Và rồi một sự lạ lẫm tới, mình lại cảm giác thoải mái. Mình cảm giác như là được tự do đẹp lắm. Đây là cô gái đã lo tôi dậy và mang tôi vào cuộc đời của họ. Been a little while since I looked in your eyes and walked that bridge to the other side. Mama says it's gonna get cold in the night, but if I picture you, then I'll be alright. I am ready. I am ready for you to. Been a little while since I held your hand, so my arms won't stretch to your distant lands. Give me every person in the whole wide world and I'll pick you out in a second, girl. I am ready. I am ready. Tối đây mình được gặp gỡ cả hai anh chị. Và kể từ khi tôi gặp cô nàng này, gần nhất là một tuần qua, tôi dần biết suy nghĩ về việc nên làm gì cho ngày tiếp theo. Và mình gửi lần này đến những người đang kẹt trong một góc như mình đã từng rằng sẽ luôn có một sự lựa chọn. Đừng tự bảo thế giới này sẽ lấy đi những gì, mà hãy tự bảo là nó đang mang đến ta cái gì. Bởi vì thế giới này cần ăn là một điều ý nhất đó chính là hãy sống vậy. Để nhìn những thứ gần bạn.
là lần thứ hai mình làm rớt điện thoại nhé. Và bây giờ tất cả là tại đây.